Thi Thiên 61. Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu cầu của con. Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Từ vùng địa cực, con kêu cầu cùng Chúa, vì tâm hồn con khốn khổ. Xin dẫn con đến vần đá cao hơn con. Vì Chúa là nơi trú ẩn của con, là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù. Con sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náu mình dưới cánh của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện của con, ban cho con cơ nghiệp của những người kính sợ danh Ngài. Chúa sẽ tăng tuổi thọ cho vua, năm tháng người trường tồn qua mọi thế hệ. Nguyện người ngồi trên ngôi mãi mãi trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa truyền sự nhân từ và chân thật Ngài gìn giữ người. Như vậy, con sẽ ca ngợi danh Chúa đời đời và hàng ngày làm trọn lời con hứa nguyện. Mác đoạn 11. Khi đến gần thành Jerusalem, cạnh làng Bethphage và Bethany, ngang núi Ô-liu, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và bảo: Hãy đi vào làng đối diện, vừa vào đó các con sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cưỡi đang buộc sẵn ở đó. Hãy mở nó ra và dắt về. Nếu có ai hỏi các con tại sao các ông làm vậy, thì hãy đáp: Chúa cần đến nó và Ngài sẽ gửi trả lại ngay. Hai người đi và thấy ở bên đường có một con lừa con đang buộc trước cửa nhà. Họ mở dây lừa ra. Vài người trong số những người đứng đó hỏi: Các ông mở lừa con đó làm gì? Hai người trả lời như Đức Chúa Giê-xu đã dặn và họ cho dắt lừa đi. Họ dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, trải áo mình trên lưng nó, rồi Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, có người trải cành cây vừa chặt ngoài đồng. Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô rằng: Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho vương quốc sắp đến của vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna trên nơi chí cao. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem và đi vào đền thờ. Ngài đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh, rồi cùng với 12 sứ đồ đi đến làng Bethany, vì lúc ấy trời đã tối. Ngày hôm sau, khi rời Bethany thì Ngài đói. Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến xem thử có tìm được gì trên cây không. Nhưng khi đến gần, Ngài không thấy gì khác ngoài lá, vì bấy giờ chưa đến mùa vả. Ngài phán với cây vả: Không một ai còn ăn trái của mày nữa. Các môn đồ Ngài đều nghe lời ấy. Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đến thành Jerusalem. Ngài vào đền thờ, đuổi hết những kẻ bán, người mua trong đền thờ, lật bàn của những kẻ đổi tiền, xô ghế của những người bán bồ câu. Ngài không cho phép bất cứ ai đem vật gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy và phán với họ: Chẳng phải có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc hay sao? Nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp. Khi nghe được những lời này, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài. Họ sợ Ngài vì cả đoàn dân đều thán phục sự dạy dỗ của Ngài. Tối đến, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã khô đến tận rễ. Phi-rơ nhớ lại chuyện hôm qua nên thưa với Ngài: Thầy ơi, xem kìa, cây vả mà thầy quở đã chết khô rồi. Đức Chúa Giê-xu phán: Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật, ta bảo các con, ai bảo hòn núi này hãy nhấc lên và lao xuống biển, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Vì vậy, ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con. Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ trở lại thành Jerusalem. Khi Ngài đang đi trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến cùng Ngài và hỏi: Bởi thẩm quyền nào mà thầy làm những việc này? Hay ai đã cho thầy thẩm quyền để làm những việc ấy? Đức Chúa Giê-xu đáp: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời ta
thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những việc này bởi thẩm quyền nào. Báp têm của Giăng đến từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời cho ta đi. Họ bàn luận với nhau. Nếu chúng ta nói từ trời thì ông ấy sẽ nói: vậy tại sao các ngươi không tin Giăng? Còn nếu chúng ta nói từ loài người, họ sợ dân chúng vì mọi người đều cho rằng Giăng thật là một nhà tiên tri. Vì vậy họ trả lời Đức Chúa Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Chúa Giêsu bảo họ: ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào ta làm những việc này. Ô-xê đoạn 1. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-xê, con trai Bê-ê-ri, dưới thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia của Giu-đa và vua Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách của Israel. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán với Ô-xê, Đức Giê-hô-va bảo ông: hãy đi cưới một người đàn bà ngoại tình và sinh con cái ngoại tình, vì đất nước này phạm tội ngoại tình khi lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Vậy Ô-xê cưới Gô-me, con gái của Điếp-la-im, bà mang thai và sinh cho ông một người con trai. Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với ông: hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừng phạt nhà Giê-hu về tội đổ máu tại Gít-rê-ên và chấm dứt vương quốc của nhà Israel. Trong ngày đó ta sẽ bẻ cung của Israel trong thung lũng Gít-rê-ên. Nàng lại mang thai và sinh một người con gái. Đức Giê-hô-va phán với Ô-xê: hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta không còn thương xót nhà Israel, cũng không tha thứ cho chúng nữa, nhưng ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và sẽ giải cứu chúng, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ không cần dùng đến cung tên, gươm đao hay chiến tranh, cũng không dùng ngựa hay kỵ binh mà giải cứu chúng. Sau khi cai sữa Lô-ru-ha-ma, Gô-me lại mang thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va phán: hãy đặt tên nó là Lô-am-mi, vì các ngươi không còn là dân của ta nữa, và ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi. Nhưng dân số Israel sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Tại chính nơi chúng nghe phán, các ngươi không phải là dân ta, sẽ lại nghe: các ngươi là con Đức Chúa Trời hằng sống. Dân Giu-đa và dân Israel sẽ tụ họp lại và chọn cho mình một thủ lĩnh chung. Chúng sẽ vươn lên từ đất này, vì đó là ngày trọng đại của Gít-rê-ên. Ô-xê đoạn 2. Hãy gọi anh em các ngươi là Am-mi và chị em các ngươi là Ru-ha-ma. Hãy tố cáo mẹ các ngươi. Hãy tố cáo đi, vì nó chẳng phải là vợ ta, ta chẳng phải là chồng nó. Bảo nó vứt bỏ vẻ điếm đàn trên mặt và dấu vết ngoại tình giữa ngực nó đi. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra để nó như ngày mới lọt lòng mẹ, biến nó thành hoang mạc, thành mảnh đất cằn cõi, khiến nó phải chết khát. Ta sẽ không thương xót con cái nó, vì chúng là những đứa con ngoại tình. Thật vậy, mẹ chúng nó ngoại tình, kẻ mang thai chúng nó đã làm điều ô nhục. Vì nó nói: tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi, họ sẽ cho tôi bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và thức uống. Vì vậy, ta sẽ lấy gai góc chặn đường nó, xây một bức tường quanh nó, để nó không thể tìm được lối ra. Nó sẽ đuổi theo tình nhân mà không kịp, tìm kiếm mà không gặp chúng. Bây giờ, nó tự nhủ: ta sẽ quay về với người chồng đầu tiên, vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ. Thật, nó không biết rằng chính ta, Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, chính ta đã cho nó vô số bạc, vàng mà chúng đem dùng cho ba anh. Vì thế, vào mùa gặt ta sẽ lấy lại lúa mì của ta, đến mùa rượu ta sẽ lấy rượu mới. Ta sẽ lấy lại len và vải của ta, vốn dùng để che tấm thân trần của nó. Bây giờ ta sẽ phơi bày cái đáng xấu hổ của nó trước mặt các tình nhân nó, và chẳng ai cứu được nó khỏi tay ta. Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát và tất cả các lễ hội trọng thể của nó.
Ta sẽ phá các cây nho và cây quả của nó, là những cây mà nó khoe rằng này là tiền công mà các tình nhân trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang cho các thú rừng ăn nuốt nó. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày nó dâng hương cho ba anh, đeo bông tai và diện nữ trang chạy theo các tình nhân nó. Còn ta thì nó bỏ quên. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì vậy, này, ta sẽ quyến dụ nó, đưa nó vào hoang mạc, lấy lời ngọt ngào nói với nó. Từ nơi nó ta sẽ ban cho nó vườn nho, biến thung lũng A-cô thành cánh cửa hy vọng. Tại đó, nó sẽ đáp ứng như trong ngày trẻ tuổi, như trong ngày nó ra khỏi Ai Cập. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi và sẽ không gọi ta là chủ tôi nữa. Vì ta sẽ không cho nó mở miệng gọi các thần ba anh và sẽ không còn ai nhắc đến tên chúng nữa. Trong ngày đó, ta sẽ lập giao ước giữa các ngươi với các thú rừng, chim trời, với các loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung tên, gươm giáo và làm cho chiến tranh biến khỏi xứ này để các ngươi được nằm yên ổn. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công minh và chính trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó ta sẽ đáp lời. Ta sẽ đáp lời các tầng trời. Các tầng trời sẽ đáp lời đất. Đất sẽ đáp lời lúa mì, rượu mới và dầu. Cả ba thứ đó sẽ đáp lời Gích-rê-ên. Ta sẽ gieo nó cho ta trong đất, tỏ lòng thương xót kẻ không được thương xót, và phán với dân không phải là dân ta rằng, ngươi là dân ta. Và dân ta đó sẽ trả lời, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Ô-sê đoạn 3. Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel, vì chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô. Vậy, tôi đã mua lại nàng với giá khoảng 170 gram bạc và khoảng 330 lít lúa mạch. Rồi tôi bảo nàng, bà phải ở yên cho tôi một thời gian, không được bán dâm, không được ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào. Tôi cũng đối xử với bà như thế, vì trong một thời gian dài, con dân Israel sẽ không có vua, không có thủ lĩnh, không có sinh tế, không có trụ tượng, không có ephod và không có theraphim. Nhưng sau đó dân Israel sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Trong những ngày cuối cùng, chúng sẽ run sợ mà trở về với Đức Giê-hô-va và hưởng phước lành của Ngài.